để đảm bảo an toàn cho bà con tham gia sinh hoạt cộng đồng, ngay từ đầu năm 2024, huyện Con Rẫy có 7 thôn làng đăng ký sửa chữa nhà rông truyền thống, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa. Đến nay, hai nhà rông hoàn thành việc tu sửa, năm nhà rông còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Việc sửa chữa nhà rông truyền thống ở các thôn làng trên địa bàn huyện phần lớn vận động sự đóng góp ngày công lao động của bà con trong thôn làng, tìm kiếm các nguyên liệu truyền thống có trong tự nhiên nhiều tranh tre nứa và dây mây để tham gia xây dựng sửa chữa việc tu sửa nhà trong hư hỏng xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn cho bà con dân làng tham gia sinh hoạt cộng đồng đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa bản sắc truyền thống của mỗi dân tộc trên địa bàn